Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 24 giờ TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park gần hết hạn hợp đồng dẫn sắt đội tuyển Việt Nam, VFF có sợ bị cướp người? Câu hỏi được đặt ra là liệu VFF đã có kế hoạch gì cho việc đàm phán hợp đồng mới với huấn luyện viên Park hay họ có sợ sẽ bị cướp người? Như chúng tôi đã thông tin tới quý vị cách đây không lâu, tính đến thời điểm này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có quyền đàm phán với một đội bóng khác. Ở chiều ngược lại thì VFF cũng sẽ có quyền làm điều tương tự. Bởi lẽ trong bản hợp đồng được huấn luyện viên Park ký kết với VFF ngày 7 tháng 11 năm 2019, có một quy định rất rõ. Đó là 6 tháng trước khi hết hạn hợp đồng với VFF thì huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể công khai đàm phán với đội bóng khác. Và dĩ nhiên đây sẽ là cơ hội để các đội bóng lớn ở châu Lục đưa huấn luyện viên Park Hang-seo vào tầm ngắm. Thực tế, đã không ít lần truyền thông trong và ngoài nước đưa tin về việc các liên đoàn bóng đá khác tại châu Á muốn mở huấn luyện viên Park về làm việc. Và như thông tin được chúng tôi đưa đến quý vị hồi đầu năm nay, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sẵn sàng trải thảm đỏ để treo kéo huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này với một mức lương rất cao. Câu hỏi được đặt ra là liệu VFF đã có kế hoạch gì cho việc đàm phán hợp đồng mới với huấn luyện viên Park hay chưa, hay họ có sợ sẽ bị cướp người? Ai cũng hiểu rằng tình yêu của huấn luyện viên Park với nền bóng đá Việt Nam nói riêng hay đất nước và con người Việt Nam nói chung là lớn như thế nào, thậm chí ông cũng đã từng tâm sự với huấn luyện viên Mai Đức Chung về việc muốn có thêm quốc tịch Việt Nam trong quá khứ. Nhìn một cách khách quan mà nói thì ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của ông Park ở Việt Nam được tô nên bởi một màu hồng rất đậm. Ông liên tiếp gặt hái những thành công cùng bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua. Uy tín của người đàn ông năm nay 63 tuổi vì vậy cũng được nâng lên rất cao. Khi đang ở trong tuần trăng mật tuyệt đẹp như vậy, sẽ chẳng ai nghĩ đến một tương lai với sự chia ly. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa nghĩ đến một viễn cảnh xấu hơn, chẳng có đội bóng nào, nền bóng đá nào thành công mãi mãi và Việt Nam chắc chắn không phải là một ngoại lệ. Chúng ta phải thừa nhận một điều rằng khi một huấn luyện viên không còn giữ được chu kỳ chiến thắng thì mọi thứ sẽ diễn ra theo một chiều hướng rất khác. Không nói đến cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo với người hâm mộ Việt Nam, liệu chúng ta có dám khẳng định rằng sẽ không thất vọng, buồn bã hay thậm chí là những chỉ trích khi đội nhà thất bại? Từ đây cho đến khi thời hạn kết thúc hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn chưa đầy 6 tháng nữa. Chớ treo thay thì 6 tháng này cũng là khoảng thời gian mà bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn căng thẳng nhất với những giải đấu cực kỳ quan trọng. Là một người dân Việt Nam, một người hâm mộ đội tuyển Việt Nam sẽ chẳng ai mong muốn đội nhà nhận kết quả bất lợi, nhưng nhìn vào một lăng kính rộng hơn, VFF nên có cái nhìn xa hơn về tương lai. Cuộc đời không ai biết được chữ ngờ, chẳng ai biết được sau 6 tháng nữa bóng đá Việt Nam sẽ đi tới đâu hay xảy ra những điều gì. Chúng ta phải tính toán và thừa nhận rằng, trong trường hợp xấu nhất là bóng đá Việt Nam không còn giữ được chu kỳ thành công, rất có thể nhiều đội bóng khác sẽ lợi dụng thời cơ để cướp người. Và cũng không chắc rằng liệu khi đó thì ông Park có còn giữ được sự bình tĩnh hay niềm tin với bóng đá Việt như ở thời điểm hiện tại. Vậy nên huấn luyện viên Park và VFF hay cả bóng đá Việt Nam thiết nghĩ nên có những thỏa thuận ngay từ bây giờ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá trong ngày hôm nay của kênh bóng đá 24 giờ TV. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đừng quên nhấn like share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé xin chào và hẹn gặp lại